Thưa quý vị, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, luôn gần dân sát dân và vì dân, ông Tạ Ngọc Giáp, bí thư chi bộ khu dân cư trung lập B1, Đảng ủy phường Thạc Gián, quận Thanh Khê thời gian qua đã cùng với chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng khu dân cư văn minh kiểu mẫu và nhận được sự tin yêu quý mến của người dân địa phương. Trong hai đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhờ sự tận tụy trách nhiệm của bí thư Tạ Ngọc Giáp và các đảng viên trong chi bộ, nên khu dân cư trung lập B1 đã thực hiện tốt công tác chốt chặn hậu cần, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, nên luôn là địa bàn vùng xanh an toàn. Thường xuyên quán triệt những chỉ đạo của trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch, chi bộ đã huy động được toàn thể đảng viên tham gia công tác phòng chống dịch tại khu dân cư. Bà con chúng tôi rất là tận tâm, tận tình, nhường cơm sẻ áo. Tất cả những người mà có cái tinh thần đều tham gia để mà coi như chống dịch thì bà con cũng đã nhường cơm sẻ áo và đóng góp về vấn đề mà tinh thần và đồng thời kể cả vật chất để cho đảm bảo về vấn đề cuộc sống cho cả những người mà tạm thời nghỉ việc trong cái thời gian COVID. Chị em chúng tôi là đều là tham gia với các đoàn thể chính quyền, là chúng tôi là đưa hàng tận nơi rồi xuất quà tận nơi và luôn luôn nhắc nhở chị em là nêu cao cái tinh thần là tự bảo vệ mình và tự bảo vệ những người xung quanh. Không chỉ duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn, chi bộ trung lập B1 cũng thường xuyên chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền cho đảng viên nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu độc trên không gian mạng, tin tưởng vào đường lối chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương, nghiêm túc học và làm theo lời Bác dạy. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Với cái tinh thần lá lành đùm lá rách, những lúc nhân dân gặp khó khăn thì cán bộ đảng viên cũng tập trung vào để học tập Bác, làm giảm bớt cái nỗi đau của những người mà không may có cái hoàn cảnh khó khăn, để rồi cùng họ có cái niềm tin vào Đảng. Và tôi nghĩ rằng đối với đảng viên thì ai cũng thấy rằng cái việc học tập và làm theo Bác là cái hành động rất là thiết thực và cũng cần phải nên làm và tiếp tục phải làm và làm nữa, làm mãi. Với nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, chi bộ trung lập B1 14 năm liên tiếp đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua ở địa phương. Để phát huy sức mạnh, ý Đảng, lòng dân, không thể thiếu đi vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết tận tụy, nói đi đôi với làm của bí thư chi bộ Tạ Ngọc Giáp chính là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo.